Quý khán giả thân mến, lưới điện thì rất nguy hiểm và được cảnh báo là không đến gần để đảm bảo an toàn. Dạ. Tuy nhiên, với công nghệ sửa chữa điện nóng, tức là sửa điện trên lưới vẫn còn đang mang điện, thì lại là một công tác đặc thù của các công nhân ngành điện, thưa quý vị. Và hôm nay thì Minh Đức muốn giới thiệu đến cho Phượng Quyên và quý khán giả của Tây Đô Ngày Mới về đội hotline công ty điện lực thành phố Cần Thơ. Tuy chưa đến 10 người, nhưng lại đảm nhiệm trọng trách hết sức quan trọng, đó là sửa chữa, thi công, đấu nối đường dây trung thế mà không cắt điện, nhằm đảm bảo cung cấp điện an toàn liên tục cho khách hàng. Một buổi thi công đấu nối đường dây trung áp 3 pha xây dựng mới công trình cấp điện tạm khu tái định cư Bình Thủy của đội hotline công ty điện lực thành phố Cần Thơ. Nhân lực làm việc gồm có 6 người, với thời gian hoàn thành dự kiến 4 giờ đồng hồ. Trước khi thực hiện các thao tác đấu nối trên đường dây còn đang mang điện, các cán bộ đội hotline đã có buổi sinh hoạt phổ biến nhận diện từng mối nguy và chấp hành nghiêm chỉnh quy trình an toàn. Anh em phải là trang bị đầy đủ các phương tiện bảo hộ cá nhân như dây áo, rồi mấy cái thảm cách điện, bọc cách điện. Rồi nữa, thì khi ra ngoài công tác thì anh em phải tuân thủ theo cái quy trình thao tác của hotline. Hai anh em trên gầu phải thường xuyên nhắc nhở nhau để đảm bảo tuyệt đối cái công tác thi công cho nó an toàn. Bên cạnh được đào tạo thuần thục từ các chuyên gia nước ngoài, hàng năm đội hotline công ty điện lực thành phố Cần Thơ còn trải qua các kỳ thi sát hạch nghiêm ngặt quy trình an toàn điện và được huấn luyện an toàn vệ sinh lao động theo đúng quy định. Do vậy, anh em trong đội không còn cảm giác lo sợ như những ngày đầu tham gia vào công tác sửa chữa điện nóng. Tuy vậy, đây là công việc đặc biệt nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm và rất áp lực. Mới đầu ai cũng sợ hết, rất là nguy hiểm, tại vì ngành đặc biệt nguy hiểm. Mà sau này khi làm quen dần rồi thì nó lại một cái tác phong nghề nghiệp, cái công việc hàng ngày thôi. Cái áp lực do là nó nguy hiểm, với lại thời tiết nóng và cái mặt bằng mình làm việc lúc nào nó cũng khó khăn hết trơn á. Chẳng hạn như mặt bằng đây thì xe nó nhiều, đường nhỏ, anh em làm là trời nắng nóng quá thì nó hay bị ảnh hưởng sức khỏe nhiều. Tại mình trang bị bảo hộ lao động là nó phải đi xuyên suốt. Bắt đầu hoạt động từ năm 2018, đội hotline công ty điện lực thành phố Cần Thơ với 8 thành viên đã thực hiện các công tác trên lưới điện mang lại nhiều hiệu quả như đáp ứng kế hoạch kiểm tra, bảo trì, bảo dưỡng, thay thế, đấu nối thiết bị mà không cần phải cắt điện làm mất điện của khách hàng, góp phần cung cấp điện liên tục phục vụ người dân và doanh nghiệp, nâng cao độ tin cậy cung cấp điện. Chỉ tính riêng trong năm 2022, đội hotline đã thực hiện hơn 200 lượt công tác trên lưới điện trung thế. Chỉ số SAIDI ước giảm thời gian mất điện của khách hàng so với thi công sửa điện truyền thống giảm 524 phút, sản lượng điện không bị mất được hơn 2.348.000 kWh.